thương cho tấm hôn cơ hàng mà vội làm nhìn con đò sáng ngang một vàng ngày hoa cho ta khi trên xe hoa ai đón đưa nàng đứng trên từ đây đến đoàn để lại một mình thân gầy héo non cùng tình ngày xưa chẳng còn nhưng sao em lại giữ tấm lòng son đã thế xin em thôi mạnh thế cái bài này mạnh thế tôi sẽ đánh 100 mili megali chốt để anh thu là thu do cái tàng hình đấy tàng hình mạnh mà lại nhá Master Akali nhá một game Akali nữa anh em ơi nếu cái thế mà Akali mà vẫn out top thì thôi rồi xa Akali cái nhá trận này mình sẽ thử bằng cách mình lấy full lẫn nhau coi nó khác không coi nó khác bỏ không sẽ như thế này thử đi thử một game nữa thôi như đừng còn hai găng hai trận này cái thế mình đẹp hơn á ông này cấp cầm Akali giờ ông này xoay đấy ông này xoay Ambassa đấy qua rồi à yếu còn có người chơi chung bài này yếu còn có người chơi chung đồ mình đẹp phải ra đồ mình đẹp phải ra ok dép lửa bài này lắp dép lửa trong đồng quá nhìn này cũng xanh quần áo nhìn nó vô cực rồi bàn tay cái ly xong rồi này cầm đồ này không rồi đấy bị ba đấy bị ba đấy anh ơi anh đừng roll anh ơi
gì anh đánh em. Để em đánh lại nữa. Anh ơi nhìn này cả giữ chuột coi, nhìn này giống đánh chuột hơn nhỉ. Nhìn nó lẽ ngẫu nhiên đánh pháo. Ly đem to chưa? Sợ ba đâu anh đang luyện tập. Sợ tên cũng phải sợ ba. Bịt đó. Ui hay ngon quá. Bây giờ mình có cái này mình bỏ nổi loạn đi rồi. Hay là bỏ ấy đi. Có bốn cực tốc này. Bỏ gì đi. Bên kịp nổi loạn à. Vậy bắn một phát bốc hơn mạnh đấy nhờ. 21.25 bắn phát bốc hơi luôn rồi. Mất chuỗi rồi. Một con mực đúng không? Một con mực sẽ ra hai cái cánh rồi. Đỏ kim cương. Cút rồi. Má, cho lỗi nhau đi trời ơi. Tối đa 5 tướng với 1 trang bị hoặc ít hơn. Ủa
lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ra sau phải 3 sao không? Ra sau phải 3 sao anh em nhé. Chết rồi, sắp xa quên rồi. Nhìn cháu này. Đây. Mạnh đấy. Ờ, chết rồi. Cái gì đâu rồi? Gì thường không, mình nghĩ là cứ roll đi nhỏ. Con có ra được gì không? Không, tung một con nữa, tiếp một con nữa, một con lên 3 đi rồi dừng. Nào. Tại này đi. Ui mạnh đấy, mạnh đấy. Dị thường này. Huy Di ơi, nói nhanh nhá, lấy là lấy nhá. Nói nhanh nhá, nói nhanh giùm cái. Nhận sức mạnh phép thuật mỗi khi đồng minh tử trận, ngon. Nhanh 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 nhanh. Ngon mà không? Ngon mà không lẹ? Đừng delay, đừng delay, lẹ lẹ lẹ. Không. Không. Sau mỗi 2 giây không còn nhận năng lượng. Bắt đầu đi tranh. Cu tự trận. Cái này không? Cái này đận lắm nhỏ. Cái này không á. Cái này có chết được đâu. Ê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hành quyết không? Cái gì đây? Sao không có game nào có dị thường đàng hoàng chứ vậy? Cái dị thường này cao tới mấy nhạc phép anh em ơi. Cũng được. Dị thường này Akali châu lắm. Akali mình châu điên em ơi. Dị thường này ngon mà, dị thường này Akali bất tử đấy. Nhận sức mạnh đấu thuật bằng 25% kháng phép. Và tăng kháng phép nữa. Lobby này toàn phép anh em. Dép, mình dùng mũi dép.
đây à? Ông này muốn solo à? Bạn muốn solo ư? Bạn chấp ở kim cương? Bạn chấp ở kim cương? Mà bạn nói solo? Bạn chấp không? Bạn chấp không? Ăn được. Chậm lại một giây để anh nhìn lại người dấu yêu ơi em có tồn tại nào 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 gặt chết luôn gặt ui đẻ thế cái bài này đẻ thế spam spam thôi đẻ thế gì đây em thôi nghiện rồi mạnh thế. Ê phải có lợi đánh nhau đấy anh thấy phải có lợi đánh nhau nó mới mạnh đấy không lợi đánh nhau thì yếu điên chết quá hàng đội hình rồi chết rồi nhìn đẻo cái kia rồi hỏng rồi kia đi bay dấp máu gì đây sao anh chết chay luôn à. Nghe lên gì đây? Ổng đấy. Ôi, ui, Akali gạt hai cái lên chết luôn kìa anh. Nghe lên bịch bông. Hay. Mạnh thế. Mạnh thế. Ui, lại hụt bên. Né được bên này. Lòn rồi. Ui, nóc tuôn. Ui, mạnh đấy. Mạnh đấy. Thì ra là nóc tuôn, thì ra là con Akali không yếu anh em. Yếu là do đồ. Yếu là do đồ của mình. Akali không yếu nhá. Tiên chuẩn. Cảm giác là top 1 được đấy. Con nóc kích hệ anh em ơi. Bài này phải đánh bằng Akali nhé, phải đánh như này anh em nhé, nóc kích thể thôi. Nóc vô vị anh em ơi, chỉ có Akali mới đem lại cảm xúc thôi. Nóc mà đông lắm. Ôi nó. Quỷ thư bùa đỏ, hóa to. Lắp đồ không được nha. Ơ thế cái này là thua cho xem mà. Ê tỷ thua đấy, xếp lại lên trên nhá. Tỷ thua đấy. Dũ ơi. Dũ muốn tiết kiệm tí thời gian không? Beat up dead. Tao. Hay! Tiết kiệm thời gian. Trung đã ủng hộ người già 5.000 đồng. Mùa này sắp tới có con leo 6 vàng, có thập tử vừa có TF, có lẽ nào cô? Có lẽ nào? Em cảm ơn Trung nhiều nha. Quên đi, game này cộng 50. Game này có anh Dũng này, xong rồi có nhiều đại cao thủ này, game này phải cộng 50 là ít.